Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi được tiếp một vị khách, và chị là một cái khách hàng vô cùng quen thuộc với DK, đó là diễn viên Vân Anh. Chị Vân Anh đã từng sử dụng rất là nhiều những cái dịch vụ hấp dẫn ở tại DK, đó là laser mày này, hair shop và phun môi phủ sương 3D. Và ngày hôm nay thì chị Vân Anh đã quyết định để laser cái hình xăm của mình đi. Trước khi trò chuyện cùng chị Vân Anh thì chúng ta hãy cùng xem qua cái tình trạng cũ của chị Vân Anh nhé. Và như mọi người có thể thấy thì đây ạ, theo như tôi được biết thì chị Vân Anh này đã xong hình xăm này từ rất lâu rồi. Nhưng tuy nhiên là chị đã từng hút ở nơi khác. Và điều đặc biệt ở đây thì sau khi mà hút ở nơi khác thì cái mực cũ đã bị chưa hút được hết, nhưng mà tuy nhiên thì nó đã để lại những cái vết sẹo nhỏ ở trên da của chị. Cái tình trạng da của chị Vân Anh thì rất là mỏng, như mọi người có thể thấy đấy, mọi người có nhìn rõ không ạ? Đó, và như mọi người có thể thấy, bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Vân Anh một lát nhé. Dạ, hello chị Vân Anh. Chị Vân Anh ơi, chị có thể chia sẻ cái tình trạng của mình lúc trước khi chị hút ở nơi khác thì nó thế nào không ạ? Cái vết xăm này là chị xăm cách đây cũng phải được 4 năm. Thì cho đến bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng có tuổi rồi, và nó cũng không, tức là nó không phù hợp với chị ấy. Thì chị đi hút ở chỗ khác, thì chị hút rất nhiều lần rồi. Nhiều lắm ấy, đếm, nếu mà đếm trên đầu ngón tay là khoảng 4 lần. Thì mỗi lần hút chị cảm thấy rất là sợ. Khi đi hút sợ lắm, nó cảm như một cái áp lực lớn đối với mình ấy. Vì là khi hút nó bị, một là nó bị chảy máu, hai là tức là nó bị rát hết cả một cái khoang mà chị đã từng xăm. Mà mỗi lần em biết không, khi mà hút xong nhá, thì những cái bông tẩy trang của mình ấy là cứ thấm vào, máu cứ chảy và nó rất là nhiều. Chị sợ lắm, hút rất nhiều lần rồi nó cũng không hết. Và nó, những cái vết hút thì nó lại bị như là kiểu, chị không phải là cơ địa sẹo lồi đâu, nhưng mà mỗi lần hút lên thì nó lại bị cảm giác như nó bị gồ lên, nó bị sẹo, cái sẹo nó gồ lên. Đấy, như tình trạng như chị đến đây bọn em nhìn thấy. Tức là cái hậu quả mà để lại khi mà chúng ta sử dụng những cái máy laser nó đời cũ và nó không đảm bảo uy tín chất lượng, nó rất là chị đau lắm, chị sợ ấy. Vâng, chị Năng ơi, chị có thể phân tích qua giúp em là cái lý do vì sao mà cái công nghệ đó mà nó lại để lại những cái hậu quả như thế này không ạ? Một là họ sử dụng công nghệ xa hao, hai là họ sử dụng cái công nghệ laser đời cũ và với tần sóng cao thì sẽ để lại cái vết tổn thương sâu ở trên bề mặt của da này. Đấy, khiến cho cái vùng da của chị nó bị thành sẹo lồi như thế này. Đó, và không xử lý hết được cả những cái vết mục lồi. Vâng, như mọi người có thể thấy nhá, thì đây ạ, đây là trước và sau khi được chuyên gia của chúng tôi thì đã thực hiện xử lý cái gốc mực mà chị Vân Anh đã từng hút ở nơi khác. Đó, thì chúng ta đã thấy nó đã có một cái sự thay đổi nó rất là rõ rệt rồi. Nhưng tuy nhiên thì với những cái hình xăm tattoo như thế này thì chúng ta sẽ đòi hỏi là phải kiên trì xóa, vì là cái công nghệ laser Picomax ở tại DK nó khác so với những công nghệ khác. Thứ nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho da, không hề gây ra những cái tình trạng bong chóc hay chảy máu như chị Vân Anh cũng thấy rồi đúng không ạ? Như chúng ta có thể thấy thì cái vùng da của chị Vân Anh vô cùng mỏng. Nhưng tuy nhiên thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái tần số, tần suất phù hợp với cả cái chất da của chị ý để có thể xử lý được hiệu quả cái gốc mực, nhưng mà cũng vẫn phải đảm bảo an toàn cho da. Thứ hai đó là công nghệ này sẽ hút mực vô cùng hiệu quả. Chị Giang ơi, thì không biết là với cái tình trạng mấy cái liệu trình như thế này thì chúng ta sẽ mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu để có thể xử lý được hết, và mỗi lần sẽ cách nhau là bao nhiêu ngày, và trong cái quá trình đó thì có cần phải tiêm thêm gì không chị Giang? Đối với cả cái tình trạng của chị Vân Anh thì cứ khoảng 20 ngày đến 1 tháng chị Vân Anh có thể hút trở lại rồi. Và mình sẽ không phải kiêng khem gì hết. Ngoài ra thì chị nên sử dụng thêm cái kem tái tạo để giúp cho nó tái tạo phục hồi những vùng da của mình được khỏe hơn. Còn với cái mực tattoo này thì mình bác hỏi cái bao nhiêu lần có thể sạch được thì rất là khó để mà trả lời. Chỉ cần mình kiên trì thì nó sẽ đạt được đúng cái mức độ như ý muốn, nó không giống như cái mực phun xăm trong thẩm mỹ này. Vâng,
Và cái điều quan trọng là với cái công nghệ Silicon Photonics tại DK đã rút ngắn thời gian gấp 4 lần so với những công nghệ khác rồi, đúng không hả chị? Vâng, tức là nó sẽ ngắn hơn so với cái thời gian mà chúng ta thực hiện laser ở những cái dòng máy cũ, đúng không ạ? Và nếu như mà các chị em có những cái tình trạng giống như chị Vân Anh này, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ càng trước khi mà đặt niềm tin vào những cái công nghệ mà có thể thực hiện trực tiếp trên da, và nhất là những cái chị em mà có những cái da mỏng như da của chị Vân Anh, thì mọi người hãy lưu ý mọi người nhé. Còn nếu như mà mọi người có những tình trạng tương tự thì mọi người có thể gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng ở DK mọi người nhé. Cảm ơn chị Vân Anh rất là nhiều ạ. Và mọi người hãy cùng chờ đón cái kết quả cuối cùng sau khi mà chị Vân Anh thực hiện xong liệu trình laser ở tại DK mọi người nhé. Tạm biệt mọi người.